5 là buồn ngủ và lười biếng. Đi chơi điện tử, đi chơi điện tử thì lại rất chậm. Khi học thì buồn ngủ và lười hoàn toàn cũ và làm tất cả trở về nhà, dẫn đến kết quả học tập thấp. 7 là mải chơi game. Các bạn mà mải chơi game thì đều là mong hết giờ và được và không có sự kết nối với người thân trong gia đình. Những bạn đấy thường tập trung vào điện thoại. Dấu hiệu khi mà trên mạng xã hội chúng ta có từ những dấu hiệu trên sẽ gây ra hậu quả. Nhưng kẻ bắt nạt